Ngày 13 tháng 9, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành thông tư số 10 năm 2024 về việc lùi thời gian tắt sóng 2G đến hết ngày 15 tháng 10 năm 2024. Chuyển đổi 2G lên 4G, 5G là một bước đi cần thiết nhằm thúc đẩy sự phát triển công nghệ và nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông. Đối với khách hàng dùng mạng điện thoại, việc hỗ trợ chuyển đổi từ 2G lên công nghệ 4G, 5G đã được các nhà mạng triển khai từ rất sớm và trên diện rộng. Các nhà mạng đã xây dựng nhiều chương trình ưu đãi nhằm khuyến khích người dùng chuyển sang sử dụng thiết bị hỗ trợ 4G, 5G như cung cấp SIM 4G miễn phí, tặng điện thoại 4G đi kèm các gói cước ưu đãi. Đối với những khách hàng sử dụng xa và những khách hàng lớn tuổi thì Vinaphone cũng đã triển khai các cái giải pháp đặc biệt đối với từng cái địa bàn cụ thể. Nhưng đối với những cái địa bàn thì ngoài cái lực lượng các cái điểm giao dịch trên của Vinaphone trên toàn tỉnh thì chỗ Vinaphone cũng đã triển khai là các cái nhân viên địa bàn, từng địa bàn cụ thể trên toàn tỉnh sẽ đến tiếp cận đối tượng cái khách hàng vùng sâu vùng xa, khách hàng lớn tuổi để tổ chức các cái buổi tư vấn hướng dẫn khách hàng chuyển đổi lên thiết bị 4G, 5G, rồi giới thiệu luôn những cái tiện ích khi sử dụng cái dịch vụ công nghệ 4G, 5G. Thì đến hiện tại thì Viettel Cà Mau còn khoảng 5.000 thuê bao trên 300.000 thuê bao là cần chuyển đổi từ thiết bị 2G lên 4G. Thì để thực hiện việc này thì Viettel Cà Mau thứ nhất là cũng đã nhắn tin chủ động đến tất cả các khách hàng để truyền thông và hướng dẫn khách hàng. Thứ hai là cũng có cái đội ngũ Happy Call gọi điện trực tiếp đến khách hàng để hỗ trợ và hướng dẫn. Thứ ba thì cũng có phát thanh phường xã phối hợp với báo đài để đưa tin hướng dẫn cho bà con. Tiếp theo thì trên tất cả các trang mạng xã hội của cơ quan hay là của cá nhân đơn vị thì cũng đẩy mạnh truyền thông cái nội dung này. Viettel cũng tổ chức các cái đội đi, mình đi trực tiếp đến những nơi đông dân để mình dựng ngân hàng và tổ chức là truyền thông và hỗ trợ bà con đổi máy. Một số người dùng mạng lo ngại về việc chuyển đổi lên 4G, 5G có thể dẫn đến hao pin hoặc gặp vấn đề kỹ thuật trên điện thoại di động. Tuy nhiên, việc tiêu hao pin phần lớn phụ thuộc vào cách sử dụng điện thoại của người dùng. Đối với những khách hàng mà lo lắng thì cái việc mà khi chuyển đổi lên công nghệ 4G, 5G thì sẽ gặp hao pin cũng như gặp vấn đề trục trặc kỹ thuật khi mà chuyển đổi. Thì tuy nhiên cái điều này là không hoàn toàn đúng. Đối với việc mà hao pin á, thì phần lớn là do cái cách thức sử dụng của cái người dùng. Khi cái người dùng á, thì có cái nhu cầu sử dụng các cái dịch vụ có cái đòi hỏi có cái dung lượng dữ liệu lớn như là xem phim trực tuyến hoặc là chơi game online vân vân ha, thì nó sẽ gây ra cái hao năng lượng, hao pin nhanh hơn. Cái điều này là hết sức bình thường, cũng không phải là vấn đề về kỹ thuật khi mà sử dụng công nghệ 4G, 5G. Đối với những cái thiết bị sử dụng máy 4G chắc chắn sẽ sử dụng nó sẽ tốn pin hơn máy 2G. Tại vì các cái nền tảng những cái ứng dụng trên máy 4G là nó luôn luôn hoạt động. Cho nên cái máy chúng ta luôn luôn hoạt động. Những cái duy trì, ví dụ như là những cái khi chúng ta nhắn tin trên Zalo hoặc là những cái tin nhắn Facebook thì khi có là tự động nó hiển lên chúng ta, đó là chính là những ứng dụng ngầm nó chạy, chắc chắn pin sẽ tốn hơn. Tuy nhiên là đối với những cái mạng chất lượng sóng 4G mà tốt thì sẽ hạn chế được cái việc đỡ tốn pin hơn là đối với 4G mà chập chờn. Thì việc này đối với Viettel thì luôn luôn đảm bảo chất lượng sóng 4G, cho nên là đối với mạng của Viettel sử dụng 4G thì cũng rất là tốt, cũng hạn chế việc hao pin cho khách hàng. Nhưng các công nghệ cũ đã lạc hậu và còn ít người dùng là quy luật phát triển khoa học kỹ thuật. Do vậy, việc tắt sóng 2G được xem là bước đi quan trọng trong kế hoạch chuyển đổi số quốc gia nhằm đạt mục tiêu phổ biến việc truy cập vào mạng di động 4G, 5G và sử dụng điện thoại thông minh trên toàn quốc vào năm 2025. Các nhà mạng tại Cà Mau đang tăng tốc để hoàn thành việc tắt sóng 2G, chuyển đổi sang 4G, 5G nhằm tạo điều kiện để người dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ số, đồng thời kiến tạo môi trường số chất lượng, góp phần xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trong thời gian tới.